đầu thì cô Phượng xin giới thiệu đội gấu con, đó là em gấu con gồm có Nolan, xin con đứng dậy chào tất cả mọi người. Thầy con em kia đó là em Vic Roy Emma. Rồi em xin chào bạn. Cười con. Và em kế đó là Tăng Kevin. Quý vị cho một đặt tay cho Tăng Kevin. Ngồi xuống. Và đội bánh bao cũng có những cái em thí sinh sau đây. Đó là em Hồ Sophia. Quý vị cho một đặt tay cho Hồ Sophia. Em kế đó là em Nguyễn Như Lan. Và em kế đó là Miriam Linchi Sophia. Và con ngồi xuống. Con nghe cho kỹ nha, và khi mà cô nói chữ hết thì mới bấm chuông nha. Tụi con có quyền để tay trên cái bên. Câu đầu tiên của lớp cấp 1. Hãy đánh vần hai chữ sau đây. Ba, má, hết. Thầy xin mời em số 5. Gà, bờ, a, ba, và mờ, a, ma, sắc, má. Chúc mừng mời bánh bao với đồng hồ điểm. Trong tiếng Việt có tất cả bao nhiêu dấu thanh? Kể ra, hết. Xin mời em số 5. Và trong tiếng Việt có nón, giáo thanh, giáo sát, giáo quyền, giáo hội, giáo ngã và giáo nạn. Đủ rồi quý vị, cho một tràng pháo tay. Các phụ huynh dõi mắt lên đây để chúng ta cùng nhau thưởng thức hai món ăn phở và mì quảng, cho một tràng pháo tay. Yeah. Và các em trong mì quảng đó là em Hồ Keegan. Và em kế đó là Trần, em Hồ, Ngọc Âm Phạm Bảo Trân, ưng đồng hồ, sorry Hồ Ngọc Nhi, sorry con. Và em kế tiếp đó là Trần Nathan, cho một tràng pháo tay cho Trần Nathan. Gồm đi quá. Và đó có tất cả các em, đó là em Hồ Liêu Nó đó, Hồ. Bảo Trân. Trong đặc biệt cấp 2 này có tất cả 3 lớp, lớp 1A, 1B và lớp 2. Và các em đã chia đều ra làm 2 đội. Thành ra hôm nay đội phở hay mì quảng chiến thắng gì, các thầy cô của đội vẫn là người chiến thắng, đúng không phải không ạ? Cho một tràng pháo tay. Cảm ơn các thầy cô đã bỏ thời gian để dạy cho các em trong khoảng 3 tuần nay. Không chần chừ nữa, xin mời cô Nguyệt. Tụi con nhớ thể lệ thi nha không? Đèn xanh lên hết mới bấm, và phải nghe chuyện hết thì mới được bấm nha. Không được bị disqualify đó, bị loại á. Không sao. Ready chưa? Có cần hít thở không? Đứng thở hay là tập thể dục hay gì không? Ready, tập cái tay không? Xin mời cô Nguyệt. Vâng, câu đầu tiên của lớp cấp 2. Anh của mẹ gọi là gì hết? Thầy xin mời em số 2. Chưa đúng hẳn, có cậu với bác thì anh của mẹ là cậu, nhưng mà người Bắc thì cũng có như vậy. Thế không? Mình cũng có thể, tại vì trong cái bài thi á có hai chữ luôn, có hai trả lời luôn, thành ra chỉ có 50% thôi, thì tùy. Đúng rồi. Đúng rồi, rồi. Việt Nam gọi là cậu. Okay, rồi. Thôi bây giờ mình ra với Việt Nam nha. Thì người Bắc khác Việt Nam khác. Nước bơ mì quá. Mình có kích thước là bánh bơ. Ta là người Việt Nam. Vợ của chú gọi là gì hết? Này xin mời em số 3. Vợ của chú là chị. Vợ của cậu gọi là gì hết? Đây, xin mời em số 5. Vợ của cậu là mợ. Chúc mừng vợ, được một điểm nữa. Một điểm thôi, chẳng mấy điểm nữa. Mới đầu tiên gặp tiền. Câu kế tiếp. Một năm có mấy mùa, kể ra hết. Đây, xin mời em số 4. Wow, rất là ác liệt. Hai đang đều nhau, đang dẫn banh. Chứ mời thầy Duy Bảo lên tiến
trình cuộc thi ngày hôm nay được rồi. Rồi mời. Câu này khó nha, các em nghe cho kỹ nha. Tết là gì hết? Thầy xin mời em số 2. Dạ, Tết là nhất lễ đầu năm của Việt Nam. Thầy vâng, đó là chúng mình chúc mừng em Natalie Ngô, đúng không? Chúc chúc mừng cô Natalie. Đó là em Lê Song Thành. Woo! Em kế đó nữa là em Robin Tài. Cho một tràng pháo tay lớn cho Robin Tài, đội Sài Gòn. Đó là em Nguyễn Trung Ryan. Yeah. Nguyễn Huy Anthony và em Tô Nathan. Thầy ơi, đó là các em của các đội nhưng mà tên thầy cô thôi mình tạm giấu đi, tại thầy cô chẳng biết mình biết trong những dịp khác. Hôm nay không biết là chim đại bàng có đủ thần phép để bay từ Mỹ về Việt Nam, để biến Sài Gòn Việt Nam, đem về Mỹ để biến nó thành Little Sài Gòn, thủ đô Sài Gòn nhỏ bé ở Mỹ không? Hay ha, ha. Các chú chim đại bàng này bay về Việt Nam bị Sài Gòn tóm gọn lại biến thành các chú chim xe xẻ. Không biết như thế nào, xin quý vị dõi mắt hướng lên trên sân khấu để chúng ta bắt đầu cuộc thi của cấp 3 do cô Bảo và thầy Quân thầy Phong soạn bài. Thưa quý vị, và sau đây là câu hỏi cho cấp 3 sẽ càng ngày càng gay gắt hơn, thưa quý vị. Con nhớ chờ chữ hết nha. Việt Nam giáp nước nào về phía Tây hết? Thầy xin mời em số 5. Dạ thưa thầy. Dạ thưa cô và thầy. Cô và thầy, nước Việt Nam giáp bên Tây, nước ai, Lào và Campuchia? Wow, đúng rồi. Việt Nam giáp Thái Lan và Campuchia. Chúc mừng đội chim đại bàng được một điểm. Câu kế tiếp em nghe cho kỹ nha. Thành phố thương mại lớn nhất Việt Nam là gì hết? Thầy xin mời em số 5. Dạ, thưa cô và thầy, nước Việt Nam, thành phố thương mại lớn nhất của nước Việt Nam là ở miền Nam và Sài Gòn. Wow, thành phố thương mại. Sài Gòn cố lên, muốn nghe nhạc không con? Nó giỡn thôi, nó giỡn thôi. Câu tục ngữ kiến tha lâu đầy tổ nói lên đức tính gì hết? Số 5. Cô thầy, câu đó nói về sự tổ nhất của kinh nghiệm đức tính. Ok, cảm ơn con, đó là đúng rồi. Cô còn cái gì? Đội Sài Gòn cố lên, chiếc đại bàn, đừng có tốt Sài Gòn về làm đi đâu Sài Gòn nha. Giải cho Sài Gòn Việt Nam đi con. Câu kế tiếp, các em nghe cho kỹ nha. Câu ca dao, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàm, khuyên ta điều gì hết? Thầy xin mời em số 1. Mời nó ra đi. Dạ, cái câu ca dao đó khuyên người Việt thương yêu nhau tại vì mình cũng... chung nguồn gốc. Yeah. Yeah. Sài Gòn, Sài Gòn tiến lên, tiến lên Sài Gòn. Put your hand on the button. Các em ở dưới giữ im lặng, vỗ tay khi các bạn đúng nha. Câu thành ngữ học 1 biết 10 nói về người học sinh như thế nào hết? Thầy xin mời em số 6. Ông mình. Đúng là không phải nó dạ, không phải nó dạ. Con là cái câu hỏi. Cảm ơn đòi với chị lại bàn được một điểm nữa. Câu này rất hấp dẫn. Câu này rất hấp dẫn nha. Hai thứ tương ăn với phở là gì hết? Thầy xin mời em số 1. Dạ, hai thứ tương ăn với phở là tương đen và tương đỏ. Yeah. Đúng rồi, đúng rồi. Phở, có một đám càng phở, có một nồi phở đang chị đang chờ đợi. Tương đen và tương đỏ. Cháo nấu với thịt gà gọi là gì hết? Cháo gà. Bằng số 4. Bằng số 4. Con bấm trước khi mà cô Phượng nói, con vừa nói chuyện hết.
thì tụi con sẽ bị loại ra. Bấm clear. Bây giờ thầy sẽ block con, nhưng mà cô người sẽ đọc lại một lần nữa và nói gì hết thì tụi con bấm nha. Rồi. Bấm lẹ thôi. Cháo nấu với thịt gà gọi là gì hết? Số 1. Dạ, cháo nấu với thịt gà gọi là cháo gà. Con phải chú ý chờ cho giám khảo nói chuyện hết rồi tụi con mới bấm nha. Chuẩn bị nha con. Câu kế tiếp. Bộ phận nào bơm máu đi khắp cơ thể hết? Thầy mời em số 6. Tim bơm máu. Rồi. Chúc mừng rồi, tim là bà đúng không? Ta thường chảy nước mắt khi nào hết? Thầy mời em số 1. Người ta thường chảy nước mắt khi khóc. Yeah, như vậy. Chúc mừng đội chim Sài Gòn 4 điểm. Và đội chiến thắng đó là đội chim Đại Bàng. Quý vị cho một tràng pháo tay. Chiến thắng là 5-4. Rất là sáng suốt với nhau. Kia Bằng rất là hào hứng. Đây là một cái đội mà rất là ngang cơ với nhau, ngang thế với nhau. Quá là căng thẳng. Tôi chúc mừng đội chim Đại Bàng và chim Sài Gòn. Mời các con về chỗ họp. Lê Sơn Thuận Thi. Hôm nay có một em của lớp 5 không có đến được. Cảm ơn Sơn Thuận rất nhiều đã là dự bị cho đội quần chim mới. Chúc mừng con cố gắng lên học vẫn nhiều được bao nhiêu không sao hết. Và em kế đó là em Lưu Thảo Vi của đội quần chim mới. Em kế đó là em Trần Cát Tiên. Đội quần chim mới kêu chúc mừng các con. Và không chần chờ gì nữa, đội nón lá quý vị cũng đã biết rồi đúng không? Có những chiếc nón lá rất là quê hương đang có mặt tại Văn Lang ngày hôm nay. Xin giới thiệu bạn Nguyễn Thiên Ân. Yeah. Em Jaden. Yeah. Em Thạch Ái Mây. Yeah. Câu đầu tiên của lớp cấp 4. Câu tục ngữ nào khuyên ta nên nhịn nhục để giữ hòa khí hết? Thầy mời em số 3. Dạ câu đó là một câu nguyện chính không ạ? Yeah. Rồi, một câu nguyện chính rất là tốt. Rồi, cảm ơn con. Rồi, quần chim mới được một điểm. Câu cắt tin. Cắt tin, go. Câu kế tiếp. Hãy cho biết ý nghĩa của câu tục ngữ tiên học lễ, hậu học văn hết. Thầy mời em số 5. Dạ thưa cô, câu đó nói về học nhân cách quan trọng hơn học kiến thức. Wow. Đúng rồi. Wow. Chúng ta không có lễ phép thì chúng ta có kiến thức cũng bằng không. Cô cảm ơn con. Tất cả các em học sinh ở Văn Lang chúng ta đều học câu đó. Tiên học lễ, hậu học văn ha. Chúc mừng đội nón lá được một điểm. Đang ngang cơ, một đều. Câu kế tiếp. Câu tục ngữ nào cho biết thái độ nghiêm khắc của cha mẹ đối với ta chính là thương ta hết? Thầy mời em số 3. Dạ câu đó là thương thì cho vôi cho vọt, ghét thì cho vọt cho bùi. Yeah. Wow. Chúc mừng một điểm nữa. Câu kế tiếp. Đồng nghĩa với thân mật là gì hết? Thầy mời em số 2. Không phải con đồng nghĩa với thân mật là gì? Không đúng. Em số 2 bị loại. Con khoan, thầy sẽ bấm cái nút loại cho em số 2 và tất cả các em đèn xanh lên là bắt đầu làm lại nha. Bây giờ cô Nguyệt sẽ đọc lại cái câu đó và nói chuyện hết rồi tụi con phải bấm nha. Loại câu số 2 rồi, bắt đầu chuẩn bị cho con. Cô Nguyệt đọc lại. Đồng nghĩa với thân mật là gì hết? Mình mời em số 5. Dạ đồng nghĩa của thân mật là toàn gửi. Wow, đúng cho bài thân mật. Chúng tôi gọi nón lá được một điểm nữa. Đang sĩ số là 2 đều. Phản nghĩa với thiên vị là gì hết? Thầy mời em số 5. Dạ phản nghĩa của thiên vị là công bằng. Phản nghĩa của thiên vị là công bằng. Đúng như vậy, cảm ơn con. Chúc mừng đồng nắng lá. Và sau đây là câu kế tiếp.
chồng của Trương Trắc là ai và là gì của Trương Nhị hết. Thầy mời em số 3. Dạ, chồng của Trương Trắc là Thi Sắc, là anh họ của Trương Nhị. Không đúng lắm, mới phân nửa 50% thôi. Em số 3 sẽ bị loại, hãy cô nói là chỉ phân nửa cũng bị loại luôn. Không đúng. Bấm số 3 loại và cô mình sẽ lặp lại và con phải trả lời. Nói là anh họ. Đã nói cái lục rồi. Cô mình lặp lại câu hỏi. Chồng của Trương Trắc là ai và là gì của Trương Nghị hết? Thầy mời em số 5. Dạ, chồng của Trương Trắc là Thi Sắc, và Thi Sắc là anh rể của Trương Nghị. Chúc mừng nội nón lá.